Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của trích đoạn Giang Sơn Mỹ Nhân của soạn giả nghệ sĩ Bạch Mai nha mọi người. Mọi người cùng hát với Vinh nha. Xin mời. Tựa hồ mơ chốn thiên thai, thèm cùng quán tương mộ hằng ngà. Dạ nàng pha tươi trắng, đẹp sao dốc dáng ngọt ngà. Rạng nén qua xinh đẹp tựa trăng rằm. Được rồi, trước khi ta trao tặng cho nàng, nàng có muốn biết nó tên gì hay không? Nó tên là Xin Đừng Quên Tôi. Phải, xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một người con gái. Kẻ
ở đầu sông người tương gian cuối. Nhờ sự rối dùng của già ngân hà, đôi hồn cùng qua trọn đời ta có nhau. Tây thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rừng sáng. Hai a hai a hai a hai a hai a hai a. Ta nhìn thêm ngất ngây, xây bao lâu đài, đổi bao nhiêu thành Ngô Dương không từ chối. Hai 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 hai. Ông tơ nguyệt lão xe chặt chỉ hồn, mãi mãi